Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu canh rong biển và 7 cái lợi ích của cái việc ăn canh rong biển nhé. Bây giờ các bạn cùng làm với mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm canh rong biển nhé. Ở đây mình có gói rong biển khô sẵn này để dùng để nấu canh. Bây giờ mình sẽ làm canh rong biển. Trước tiên là mình sẽ ngâm một nắm rong biển như này. Ngâm với nước ấm một chút, ấm tay một chút thôi. Các bạn ngâm khoảng 5 đến 10 phút cho nó nở ra, sau đó các bạn đổ ra cái rổ cho ráo nước rồi mình đi nấu canh nhé. Để nấu canh rong biển cũng ngon ấy thì các bạn là cho mình một ít hành tím vào, các bạn phi thơm lên nhé. Và để cho nó đủ chất hơn và giàu dinh dưỡng thì mình sẽ dùng thịt bò hoặc là thịt lợn băm nhỏ. Các bạn cho vào các bạn xào. Đây các bạn cho vào các bạn xào, không cần nhiều đâu, cần một ít ấy, đúng không? Cho nó đẹp mắt và ngon. Bạn xào lên, cho thêm ít muối, ít hạt lên nữa vào, xào cùng. Xào như thế này thịt nó săn lên, khi nấu nó không bị đục nước. Một ít muối, ít hạt lên vào như vậy thôi. Canh rong biển chuẩn vị thì chúng ta sẽ dùng nước tương, chúng ta sẽ không dùng nước mắm nhé. Xào nó săn lên rồi thì các bạn đổ cho mình nước vào nhé. Và bây giờ mình sẽ cho cái rong biển vào nhé. Khi nước nó sôi đây này. Rong biển vào này. Các bạn ăn nhiều nước thì cho nhiều nước nhé. Và bây giờ mình cho thêm một cái đậu vào cho nó ngon. Đun sôi lên. Đậy vung lại cho nó nhanh sôi. Đây khi nó sôi sùng sục như này nhé, để các bạn lêm lếm lại gia vị và cho hành lá vào. Và mình đã có đó được cái phần canh rong biển cực kỳ ngon mát và bổ dưỡng rồi nhé. Cho một ít nước tương vào đúng chuẩn của Hàn Quốc luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ cho hành lá vào. Bây giờ mình sẽ cho ra bát nhé và thưởng thức cho một cái bát canh rong biển cực kỳ ngon luôn. Bát canh rong biển vừa ngon lại vừa hấp dẫn, lại giàu dinh dưỡng, để nhà mình rất là thích ăn luôn. Đây ạ, và giờ mình sẽ dùng cái clip này đây nhé. Món canh rong biển vừa ngon mà vừa mát, vừa ngọt, vừa ngon và giàu dinh dưỡng. Nó có rất là nhiều tác dụng. Nó có 7 cái lợi ích của việc chúng ta ăn canh rong biển này nhé. Và trước khi dừng video mình sẽ nói về cái 7 lợi ích đấy. Vì trong cái rong biển này nó chứa được cả iốt và những cái chất để hỗ trợ chức năng của tuyến giáp. Và có nguồn vitamin và khoáng chất rất là tốt, chứa nhiều chất chống oxy hóa, cung cấp chất xơ và những chất có thể hỗ trợ được sức khỏe đường ruột của bạn ấy. Và nó còn giúp chúng ta giảm cân, làm giảm cái nguy cơ các mắc các bệnh của tim mạch ấy. Đấy là những cái lợi ích, 7 cái lợi ích rất là tốt từ canh rong biển ấy. Thế nên mình hãy thường xuyên ăn canh rong biển nhé, vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.